Các em nhìn lên màn hình, quan sát bức tranh, cho biết tranh vẽ gì? Tranh vẽ một ông vua, một cận thần và một cậu bé. Đố các em, cậu bé đó là ai? Đó chính là Cao Bá Quát. Để xem Cao Bá Quát có tài như thế nào, cô và các em cùng tìm hiểu bài tập đọc đối đáp với vua sẽ thấy được điều đó. Các em mở sách tiếng Việt trang 49, 50 và lắng nghe cô đọc. Đối đáp với vua. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long, Hà Nội. Vua cho Sa Giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Sa Giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua, cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi. Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò, mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ, lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Vua tức cảnh, đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người. Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé, theo quốc chấn. Ở bài đọc này, có các từ khó, các em cần phải luyện đọc. Từ truyền lệnh, các em chú ý. Vần uyên trong tiếng truyền, vần anh trong tiếng lệnh, truyền lệnh. Từ hốt hoảng, các em chú ý. Vần ốt trong tiếng hốt, vần oan trong tiếng hoảng, hốt hoảng. Từ vùng vẫy, các em chú ý. Vần ung trong tiếng vùng, vần ây trong tiếng vẫy, vùng vẫy. Từ cởi trói, các em chú ý. Vần ơi trong tiếng cởi, vần oi trong tiếng trói, cởi trói. Các em đọc lại các từ trên. Và các em cần hiểu rõ nghĩa một số từ sau. Đây là hình ảnh vua Minh Mạng. Ông sinh năm 1791, mất năm 1840. Ông là vị vua thứ hai của triều Nguyễn. Và đây là chân dung của ông Cao Bá Quát. Ông sinh năm 1809, mất năm 1855. Là nhà thơ nổi tiếng, văn hay chữ tốt và có tài đối đáp. Ngự giá, ý nói đến vua, ngồi xe hoặc ngồi kiệu đi khác nơi. Và đây là hình ảnh vua ngự giá. Xa giá, ý nói là xe của vua. Và đây là hình ảnh xa giá. Các em cần hiểu rõ từ đối. Đối là thể văn cũ gồm hai vế, hay còn gọi là hai câu, có số tiếng bằng nhau, đối chọi nhau về ý và lời, và phải làm vế đối lại. Tức cảnh có nghĩa là thấy cảnh mà có cảm xúc, liền nảy ra ý thơ văn. Chỉnh có nghĩa là theo đúng phép tắc chặt chẽ. Cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc đoạn của bài. Trước khi cô đọc, cô sẽ chiếu lên màn hình đoạn sẽ đọc. Cô sẽ dành thời gian để các em cầm bút chì, gạch một gạch sau chỗ nghỉ hơi, gạch hai gạch sau chỗ ngắt hơi. Các em làm như vậy cho đến hết bài, cả bốn đoạn luôn, các em nhớ nhé. Khi đọc đoạn 1, các em đọc giọng trang nghiêm.
các em lắng nghe cô đọc. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long, Hà Nội. Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần. Cô mời các em đọc đoạn 1. Đoạn 2, các em đọc với giọng tinh nghịch. Các em nghe cô đọc. Cao Bá Quát khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi. Các em đọc đoạn 2 nhé. Tiếp theo đoạn 3, các em đọc với giọng hồi hộp và lưu ý ngắt nghỉ giống nhau ở hai vế câu đối cho cân đối. Các em lắng nghe cô đọc. Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò, mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ, lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì. Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người. Cô mời các em luyện đọc. Ở đoạn 4, các em đọc với giọng cảm xúc ca ngợi, thán phục. Các em lắng nghe cô đọc. Vế đối vừa cứng cỏi vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé. Các em luyện đọc đoạn 4. Để xem nội dung bài văn nói gì, cô và các em sang phần tìm hiểu bài. Và để xem coi vua Minh Mạng xa giá đến những đâu, cô mời các em đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi số 1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? Các em suy nghĩ nhé. Cô nghĩ các em đã có câu trả lời. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây. Hồ Tây như thế nào? Hồ Tây là hồ lớn nhất và là thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thủ đô Hà Nội, rộng đến 500 hecta. Con đường vòng quanh hồ dài gần 20 km là con đường thơ mộng, quanh năm tươi mát, thu hút khách nhàn du. Thuở xa xưa, Hồ Tây chính là một đoạn của sông Hồng còn sót lại sau khi đổi dòng. Các triều đại phong kiến xưa đều lấy Hồ Tây làm trung tâm vui chơi, giải trí, nghỉ mát của các vua chúa quần thần. Và vua Minh Mạng cũng đã ngắm cảnh ở Hồ Tây. Và đây là hình ảnh Hồ Tây rất đẹp.
Khi biết vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây, cậu bé Cao Bá Quát có mong ước gì? Cô mời các em đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi số 2. Cao Bá Quát có mong muốn gì? Các em suy nghĩ nhé. Cô nghĩ các em đã có câu trả lời. Cao Bá Quát muốn nhìn rõ mặt vua, nhưng xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi mọi người, không cho ai đến gần. Các em biết không, thời phong kiến, khi vua chúa ngự giá ra đường là tất cả mọi người phải ở trong nhà, không được ra đường, không được nhìn mặt vua. Nếu nhìn mặt vua là mang tội khi quân, có thể bị tội chết. Và cậu bé Cao Bá Quát đã làm gì để thực hiện mong muốn đó? Đó chính là câu hỏi số 3. Các em suy nghĩ để trả lời nhé. Cô nghĩ là các em đã có câu trả lời. Cậu cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói cậu. Cậu la hét, vùng vẫy, khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới. Khi vua cho lính dẫn cậu đến hỏi, và chuyện gì đã xảy ra, cô mời các em đọc thầm đoạn 3 và đoạn 4, và trả lời câu hỏi số 4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? Các em cố gắng suy nghĩ nhé. Cô nghĩ các em đã có câu trả lời. Vì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò, nên muốn thử tài cậu, cho cậu có cơ hội chuộc tội. Vua ra câu đối như thế nào? Các bạn đã có câu trả lời. Câu đối của vua đưa ra: nước trong leo lẻo cá đớp cá. Và Cao Bá Quát đối lại như thế nào? Cô nghĩ các em đã có câu trả lời. Cao Bá Quát đối lại: trời nắng chang chang, người trói người. Các em nhìn lại hai câu đối trên màn hình: nước trong leo lẻo cá đớp cá, trời nắng chang chang, người trói người. Cô sẽ giúp các em hiểu thêm về hai câu đối này. Câu đối của Cao Bá Quát đối lại với vua rất chặt chẽ, cả về ý lẫn về lời. Về ý, cảnh trời nắng đối với cảnh nước trong, việc người trói người đối với cá đớp cá. Về lời, từng tiếng, từng từ, từng ngữ của hai vế đều đối chọi nhau. Nước đối với trời, trong đối với nắng, leo lẻo đối với chang chang, cá đối với người, đớp đối với trói, cá đối với người. Vua biết cậu bé Cao Bá Quát rất thông minh, đã đối được câu đối của mình và đã tha tội. Các em cho cô biết nội dung của câu chuyện này là gì? Các em cố gắng suy nghĩ nhé. Cô nghĩ các em đã có câu trả lời. Nội dung của câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính cách khẳng khái tự tin của mình.